Đi. Đừng đánh thêm trận nữa nhở. Cho nó chết anh em ơi. Ô. 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 Được phết nhỉ. Này, này, chơi bẩn, người chơi bẩn, người chơi kỹ năng cũng phải thế, đúng không nhỉ mọi người? Mình là người chơi kỹ năng, đúng không? Này thì... Mà chơi lăng này lên mốc, mốc cao hơn. Chúng ta tối đa là... Tối đa là 4 con. Ui, thả tiếp ra đi cho nó chất anh em ạ. Những cái màn chơi này rất là thú vị đấy mọi người ạ. Mình rất là thích những màn chơi như thế này. Trời phép này. Đó. Thì chúng ta cho một trời phép nó đi vào một quả bom và cung tên. Cung tên, cung tên. Cho một cái này đi. Phải cho tướng đánh thì tướng mới lên được level mọi người ạ. Bắt buộc phải cho tướng nó đánh. Ủa. Mọi người, như mọi người biết thì vừa nãy mình có lâng cái tháp hiệp sĩ là lên level 3 đúng không? Thì giáp của nó là Lon. L O W ấy, L cao ấy. Thì bây giờ khi mà sau khi mà mình vào cái chỗ là lấy ngôi sao mà để mình lâng ấy, thì giáp của bọn này lên mech rồi. Ủa, bọn nhện này thì nó mấy nhện trong rừng, ngôi khu rừng nó ra. Chiến đi nào. Sắp tới thì hiện tại thì các màn thì nó vẫn gọi là thời lượng của các màn nó rất là ngắn. Sắp tới thì chắc là các màn nó sẽ rất là dài, khả năng là một tập mình sẽ chỉ đánh được một màn thôi, kiểu như vậy đấy. Lần hết cái này đi. Rồi tháp cung đã có gai và có gai level 4. Smart man có nghĩa là phạm vi nó sẽ tăng phạm vi bắn và chúng ta sẽ chung xem nào. Rồi tháp cây này hết tiền lại có tiền gì đâu, mình người chơi kỹ năng mà. Vừa nãy mình 1.000 vàng và con số đó. Cái này xem nào nó sẽ có một cái ông thần cây ngồi dưới đây này, có một cái ông thần cây ngồi dưới này, ông ấy cầm cái gậy và khi ông ấy cầm gậy lên thì nó sẽ có những cái bẫy gai này gọi là giữ chân bọn này lại. Còn còn cái này là mũi, mũi tên độc. Đam poison là 15 đam trong 3 giây. Mũi tên độc này thì mọi người chắc cũng hiểu rồi nhỉ, sẽ gây sát thương độc thế thôi. Lần tiếp con này đây này, 30 đam này, 45 đam, sự cụ đam to thế. Bọn này đấy, độc, độc thấm chưa, này còn có giữ chân nữa. Cái tháp cung này tuy là nó rẻ, giá tiền nâng cấp nó rẻ nhưng mà nó rất là hiệu quả. Còn những cái màn boss thì vẫn, tuy là tháp cung này nó rất ít tiền nhưng mà vẫn dùng để gọi là giữ chân đối phương thôi. Và sát thương độc, sát thương độc lên một mục tiêu rất là cao, trị mấy cái bọn máu trâu rất là tốt. Ui, mấy con này khỏe phết nhỉ. Gọi thêm lính đi. Con này thì cho sói. Ups. Phải cho quân lính đi ra chứ. Có hai cái trụ này rồi. Hai trụ rồi. Gốc cây. Cái này có thể gọi là, nhưng người biết thì tinh linh, trong rừng tinh linh thì có mấy cái bọn tinh linh nó hay cầm cung ấy. Gọi. Ui giời, sao tôi lại thả cái kia ra thế này. Sai hơi sai rồi, thôi không sao, mình là người chơi hệ tâm linh mà. Mình là người chơi gọi là hệ hệ bịp cho nên mình sẽ có lại những thứ đó ngay thôi. Và mình rất nhiều vật phẩm hỗ trợ, cả quả bom to như thế này. Bắn phát xuống thì chỉ có liệm, cả bản đồ nó có gì đâu. Tại máu của con chiến binh, cái con tướng của mình là 528 rồi. Lên level 4 sẽ là 552. Cũng không được nhiều lắm nhỉ. Thả tiếp ra mà đánh thôi. Vậy tiếp theo sẽ là Leo Enemy, sẽ là con nhện mới. Và con nhện này nó sẽ gọi là
nó sẽ có khả năng là thả ra đàn nhện con để tấn công chúng ta. Ồ, chém nó đi em ơi. Tiếp tục thả tiếp này. Gọi thêm lông dân ra quánh cho nó sướng. Sau khi chết là mới thả nhện con hay là nhện con chết rồi, bởi vì là mình có cái sát thương lửa sau cái vụ đổ thiên thạch, nên là sau khi nhện con ui một quả trứng sẽ thả ra ba con nhện con. Tình hình sức mạnh của mình là tầm này mình khỏe quá rồi, mình chả sợ đứa nào cả. Ui thả nhện con kìa. Tiếp tục là một con nhện to nữa, cho thêm đàn hiệp sĩ thả tiếp quân lính ra cho có chất. Bắn cung đúng mấy viên là chết rồi kìa. Tháp cung này rất là khỏe đấy, thực sự rất là khỏe kìa. Ngoài đông ấy nhỉ, đông thì lại phải dùng chế bẩn, phải dùng mưu hèn kế bẩn nhỉ, khả năng là vậy. Mình sẽ hạn chế dùng mấy cái vật phẩm này hết sức có thể. Hoặc là nếu mà mình mà có thời gian thì mình sẽ làm một chuỗi series mà làm về game này, làm về tập gọi là màn 1, màn 2, màn 3, màn 4, màn 5, màn 6. Và rồi nhưng mà sẽ không có bản ghép lời. Nếu mọi người thích thì mình sẽ ghép lời vào và mình sẽ làm một con này trâu nhỉ. Cosba Liver. Mình sẽ làm một bản ghép lời hoặc là không, và cũng sẽ làm một bản gọi là full game nếu mình có thể cho tướng tấn công. Ở phát này hình như là bọn ở trong khu rừng, quái vật trong khu rừng nó hợp tác với bọn này, nó đánh mình hay sao, chắc là vậy. Ở đây là thằng bố, còn mấy thằng đằng sau là mấy thằng con. Mấy thằng con thì chắc chắn là yếu hơn mấy thằng bố rồi. Chúng ta đã giành chiến thắng. Và ok, video của mình đến đây cũng là hết mất rồi. Và hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Đừng quên cho mình xin một nút like và một nút subscribe kênh. Bật chuông thông báo để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Tạm biệt mọi người.